Minh Tuấn, Cát Tường và Sĩ Thanh chào đón quý vị đến với chương trình Kết Nối Trái Tim. Sau 4 ngày bên nhau, các chàng trai và các cô gái có một khoảng thời gian cách ly. Buồn bơ dở quá. Nó không có lập trường, nó không có vững vàng. Hiện giờ tình cảm của em là như vậy mấy bà trường gần như là 90%. Lúc đầu thì em thích anh bự bự. Tại anh chân thật, anh hiền, với lại em cũng thích người như vậy. Nhưng mà tới ngày hôm qua thì em cũng phân vân với anh bụng bự, với anh sáu múi. Úp ù ngồi chờ sáu múi đến tỏ tình hay là chủ động tỏ tình với sáu múi? Có một bạn nữ là một cái ly trà Lipton tình yêu, vậy thấy hơi lạ đây, nhưng mà chắc là lòng của cô ta gửi cho em đó. Rồi cô nói là không được nói tên, hy vọng là em sẽ tự biết. Giáo ơi, Giáo gửi tặng cái rau câu 3D này cho anh Bụi giùm em. Giáo ơi, anh Giáo gửi xin em giùm chút em anh Bụi. Em nghĩ là em đã cua được anh Bụi rồi. Không phải em cua được, mà cái anh Bụi đã có tình cảm với em rồi, cho nên cũng không cần phải là làm gì nhiều quá đáng hơn. Em vẫn cũng có thích anh Bụi, với lại em cũng biết ảnh thích em mà. Qua những ngày qua thì tình cảm của em đã đủ lớn, em đã gặp anh ấy xin phép rồi anh Trình ạ. Trong ba bạn gái thì em có tình cảm với ai? Trời ơi, cái ngộ nhận nó đau hơn ngộ độc nữa. Tự nhiên cảm giác cái này là dịch gửi chứ không phải lì gửi. Cái fan tỏ tình này quá là ấn tượng. Ấn tượng, em là em leo lên con bò luôn. Và bây giờ chúng ta cũng đến một phần rất là quan trọng ngay tại phim trường Kết Nối Trái